Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Trung tâm Đào tạo Lập trình Suntech Việt Nam. Ở bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu về các thẻ HTML. Như các bạn đã biết, ở bài học trước thì chúng ta đã tìm hiểu về cấu trúc và thành phần cơ bản của một trang HTML. Và cái thành phần chính trong một trang HTML là các thẻ HTML. Và vậy thì trong một HTML thì nó có những thẻ HTML nào? Thì ở bài học này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về các thẻ HTML. Thì đầu tiên tôi sẽ mở cái bài của buổi trước lên. Ok, thì ở buổi trước chúng ta đã dựng được một trang HTML cơ bản với các thành phần bao gồm mở trang, đầu trang và thân trang như thế này. Thì hôm nay tôi sẽ cùng các bạn tìm hiểu về các thẻ. Thì ở bài học này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các thẻ tiêu đề. Các thẻ tiêu đề H trong HTML. Đó. Thì trong HTML, mỗi thẻ HTML sẽ có những cái tính chất khác nhau. Và mỗi thẻ khác nhau thì trình duyệt nó sẽ biên dịch khác nhau. Và nó sẽ hiển thị lên trên trang web với cái nội dung khác nhau. Và đối với thẻ tiêu đề H1 này, tiêu đề H này cũng vậy. Thì đối với thẻ tiêu đề H thì chúng ta có 6 thẻ chạy từ H1 cho đến H6. Đó. Thì cú pháp của nó như sau: H1 Nội dung. Và các thẻ từ H2 cho đến H6 cũng tương tự như vậy. Sẽ là H2, H3, H4, H5 và cuối cùng là thẻ H6. Nó tương tự H6, H5, H4, H3, H2. Đó. Thì như tôi đã nói, mỗi thẻ khác nhau thì sẽ có những cái tính chất khác nhau và trình duyệt nó sẽ biên dịch khác nhau. Đó. Bây giờ tôi sẽ thử thể hiện 6 cái thẻ H1 cho đến H6 này ở trên trình vào trong trang web của chúng ta. Thẻ H1. Đó, chúng ta sẽ có các thẻ cho đến H6, 2, 3, 4, 5 và 6. 2, 3, 4, 5 và 6. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ chạy trang của chúng ta lên. Chúng ta sẽ mở và chạy với Chrome. Ok, các bạn nhìn thấy chúng ta sẽ được cái nội dung như thế này. Nội dung của chúng ta sẽ là các thẻ từ H1 cho đến H6. Tôi sẽ chỉnh lại tiêu đề để các bạn nhìn nó rõ ràng hơn. 2, 4, 3 và 2. Thì hôm nay các bạn nhìn nó sẽ rõ ràng hơn. Thì ở đây một đặc điểm mà các bạn dễ nhận thấy đó là thẻ H1 là thẻ có kích thước lớn nhất, hay nói cách khác là cỡ chữ của thẻ H1 lớn hơn những thẻ còn lại, các bạn thấy. Và thẻ H6 là thẻ có cỡ chữ nhỏ nhất. Đấy, qua đây thì các bạn thấy là mỗi thẻ khác nhau thì trình duyệt nó sẽ hiểu khác nhau, có nghĩa là nó sẽ biên dịch khác nhau. Điều này có nghĩa là mỗi thẻ HTML khác nhau thì nó sẽ có những cái tính chất khác nhau. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm một phần nữa, đó là giả sử ở thẻ H1 tôi thêm một thuộc tính là class là H1. Đó, tôi thêm một cái name là tag H chẳng hạn như vậy. Đó. Thì qua đây chúng ta rút ra được điều gì? Thì qua đây các bạn sẽ thấy là một thẻ HTML của chúng ta ngoài tên thẻ ra nó sẽ có thuộc tính của thẻ. Và một thẻ thì có thể có một hoặc là nhiều thuộc tính, hoặc là không có thuộc tính. Như các bạn thấy ở đây, đối với thẻ H1, chúng ta có hai thuộc tính là class và thuộc tính name. Còn đối với thẻ H2 và những thẻ còn lại thì nó không có thuộc tính. Đó. Và một thuộc tính của thẻ HTML nó luôn luôn nằm ở thẻ mở, các bạn nhớ nhé. Một thuộc tính của thẻ HTML nó luôn luôn nằm ở trên thẻ mở. Đó. Và một thẻ thì có thể có thuộc tính hay hoặc là không có. Đó. Thì qua các thẻ mà tôi vừa lấy ví dụ như thế này thì các bạn có thể rút ra
cái quy luật, quy luật để định nghĩa một thẻ HTML. Một thẻ HTML đó là gì? Một thẻ HTML luôn luôn bắt đầu bằng thẻ mở. Có nghĩa là chúng ta có thể viết như thế này: thẻ mở đó. Và thẻ mở thì sẽ bắt đầu bằng dấu đóng, dấu lớn, nhỏ hơn và lớn hơn như thế này. Và kết thúc mỗi thẻ sẽ là thẻ đóng. Thẻ đóng đó. Và có một điều lưu ý là tên thẻ đóng và thẻ mở luôn luôn giống nhau. Các bạn nên nhớ như vậy nhé, luôn luôn giống nhau. Đó. Và trong thẻ mở, hay nói cách khác là trong một thẻ HTML thì sẽ có thuộc tính hoặc không có thuộc tính, hoặc là có nhiều thuộc tính. Đó, thì ở đây sẽ là thuộc tính. Thuộc tính. Và thuộc tính. Và mỗi thuộc tính thì sẽ có giá trị của thuộc tính. Đó, như thế này. Thì qua đây các bạn sẽ thấy được là cấu trúc của một thẻ của nó thì sẽ là có cả thuộc tính. Thuộc tính. Thì thuộc tính thì các bạn chỉ cần nhớ cho mình ba điều, đó là luôn nằm ở trên thẻ mở. Trên thẻ mở. Và có một hoặc nhiều hoặc không có thuộc tính. Có nghĩa là một thẻ có một hoặc có nhiều hoặc là không có thuộc tính nào cả. Đó. Và một thẻ thì luôn luôn bắt đầu bằng thẻ mở và kết thúc bằng thẻ đóng. Thẻ mở và thẻ đóng luôn luôn giống nhau. Thì đây là cái quy luật mà các bạn nên nhớ để có thể định nghĩa được một thẻ HTML. Đó. Và một điều đối với thuộc tính nữa là chúng ta hoàn toàn có thể đặt tên thuộc tính bằng bất kỳ tên nào. Tên thuộc tính tự do, có nghĩa là dùng tên nào cũng được. Và mỗi thuộc tính của nó thì sẽ có giá trị cho nó. Các bạn nên nhớ như vậy. Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về một thẻ nữa. Đó là thẻ xuống dòng. Xuống dòng. Thì trong HTML nó thể hiện thẻ xuống dòng bằng thẻ BR. Như thế này. Tôi giả sử tôi có một đoạn text như này. Nội dung 1. Sau đó tôi lại có nội dung 2. Và tôi chạy trang này lên thì tôi thấy là cái chữ nội dung 1 và nội dung 2 nó nằm trên một dòng. Đó. Bây giờ tôi muốn nó xuống dòng. Mặc dù chúng ta xuống dòng rồi nhưng nó vẫn nằm trên một dòng. Các bạn nhìn này. Đó. Chúng ta muốn nó xuống dòng thì chúng ta sẽ dùng thẻ BR. Ok. Và chúng ta sẽ chạy nó lên. Thì lúc này các bạn sẽ thấy nó đã xuống dòng. Tuy nhiên chúng ta nhìn vào đây thì chúng ta thấy thẻ BR ở đây có gì đặc biệt. Thì chúng ta lại rút ra một điều nữa, rút ra một quy luật nữa, đó là đối với thẻ HTML thì có những thẻ không có thẻ đóng. Và cụ thể trong trường hợp này là thẻ BR. Đó. Thì thẻ BR là thẻ không có thẻ đóng. Có nghĩa là thẻ không có thẻ đóng. Đây là một quy luật nhé, một thẻ đặc biệt đấy. Thì đối với thẻ không có thẻ đóng thì cái dấu đóng thẻ của nó, các bạn nhìn này, nó nằm ngay trên chính thẻ đó. Thì cái này phải lưu ý là dấu đóng thẻ nằm ngay trên chính thẻ đó. Đó. Ok. Thì tôi nghĩ là ở bài học này tôi sẽ dừng lại tại đây để cho các bạn có thể nhớ được. Đó là cái quy luật để định nghĩa một thẻ HTML. Đó. Bài học này tôi chỉ giới thiệu cho các bạn hai thẻ, mục đích là để các bạn hiểu được cái quy luật định nghĩa một thẻ HTML. Đó. Cấu trúc của một thẻ HTML thì nó sẽ bao gồm những gì. Tiếp tục ở những bài học sau chúng ta sẽ tìm hiểu về các thẻ HTML khác. Chúc các bạn học tốt. Xin chào và hẹn gặp lại.